Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin buổi tối của đài CVN trên băng tần 18.14. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, hai người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam bị sốt đã được cách ly để theo dõi. Hai người Trung Quốc đều cư trú tại thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát bệnh viêm phổi cấp tính do chủng virus corona chưa từng biết đến, nhập cảnh Việt Nam vào ngày 14 tháng 1. Hiện nay chưa rõ là hai người này có mắc bệnh viêm phổi lạ hay không. Mẫu bệnh phẩm của hai du khách đang được Viện Pasteur xét nghiệm để xác định nguyên nhân sốt và tác nhân gây bệnh. Giới chức y tế cũng lập danh sách những người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân và cách ly để theo dõi sức khỏe. Được biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam phát hiện du khách nhập cảnh bị sốt kể từ khi bệnh viêm phổi cấp tính bùng phát ở Trung Quốc vào cuối tháng 12 vừa qua. Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nào liên quan đến virus này trong nước. Tuy nhiên, vì nhu cầu giao lưu thương mại và du lịch với Trung Quốc tăng cao, nên do Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ rất cao về dịch bệnh này có thể lây lan sang Việt Nam. Bộ Y tế cũng khuyến cáo những người trở về từ thành phố Vũ Hán hoặc có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày, nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Thuốc trị bệnh được bán tràn lan trên các trang mạng trực tuyến. Truyền thông trong nước vào hôm 15 tháng 1 loan tin, hiện nay người dân rất dễ dàng để tìm mua bất cứ loại thuốc trị bệnh nào qua các trang mạng trực tuyến, và điều này là vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe của người sử dụng. Các chuyên gia về sức khỏe cảnh báo, mua hàng qua mạng không thể biết được nguồn gốc mặt hàng, không biết người bán nên nguy cơ gây rủi ro rất cao. Nhiều thứ thuốc hay thực phẩm chức năng dùng trong thời gian ngắn không có biểu hiện gì. Tuy nhiên, các chất độc hại lâu dần sẽ ngấm vào cơ thể, về lâu về dài sẽ gây ra bệnh tật. Được biết, theo luật dược năm 2016 quy định, thuốc là loại hàng hóa đặc biệt và chỉ được bán lẻ dưới 4 hình thức: nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế xã phường và các cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu. Việc mua bán thuốc phải được diễn ra tại nhà thuốc và theo quy định của pháp luật. Khi nhà thuốc mở cửa thì dược sĩ phải có mặt để tư vấn. Chưa có văn bản nào quy định về việc bán thuốc qua mạng. Ngoài ra, các thuốc bán phải được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cấp phép lưu hành là thuốc và được cấp giấy xác nhận nội dung thông tin. Cưỡng chế tháo dỡ công viên nước lớn nhất Hà Nội. Ngày 15 tháng 1, chính quyền quận Hà Đông của Hà Nội cho biết đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng tại khu công viên nước Thanh Hà, thuộc chủ đầu tư là công ty địa ốc Sianco Five. Được biết, trước đó giới hữu trách đã gửi văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình do vi phạm việc xây dựng không có phép. Thời hạn được cho là trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản. Tuy nhiên, đã quá 15 ngày, chủ đầu tư vẫn không thực hiện, buộc chính quyền phải tiến hành cưỡng chế. 19 hạng mục bị tháo dỡ hoàn toàn của công viên nước Thanh Hà bao gồm sông lười, bể tạo sóng, hệ thống bắn trượt, đài phun nước, nhà điều hành, nhà dịch vụ và các hạng mục hạ tầng. Đây được cho là công viên nước lớn nhất tại Hà Nội với số vốn đầu tư lên tới hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi mở cửa cho khách tham quan và vui chơi từ tháng 6 năm 2019, đã có 2 vụ trẻ tử vong do đuối nước tại nơi đây. Vẫn tin Việt Nam, truy nã đối tượng vận chuyển 250kg ma túy đá. Lầu A Hồng sinh năm 1994 là dân tộc Hờ Mông, một trong số 2 đối tượng có liên quan đến vụ vận chuyển gần 250kg ma túy đá tại khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ngày 15 tháng 1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng này về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng được cho là đang lẫn trốn tại vùng rừng giáp biên giới Việt-Lào thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Được biết, vào trước đó, ngày 21 tháng 12, 2019, tại huyện Minh Hóa, Công an khi yêu cầu kiểm tra chiếc xe bán tải đang lưu thông từ hướng cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve, thì tài xế là Vàng A Lữ đã nhấn ga bỏ chạy. Được một đoạn thì xe đâm vào lan can thép bên đường. Khi công an chạy đến, Vàng A Lữ cùng với Lậu A Hồng đã đạp cửa xe chạy trốn vào rừng. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều bao tải chứa ma túy đá với tổng trọng lượng gần 250kg. Kính thưa quý vị, một bản tin về đời sống cho biết, Celine Dion tưởng nhớ đến người chồng quá cố.
Danh ca Celine Dion bày tỏ nỗi nhớ chồng quá cố là ông Rene Angelini vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày ông qua đời. Ngày 14 tháng 1, nữ ca sĩ đã tưởng nhớ tới người chồng bằng một bài viết trên trang Instagram của cô. Cô viết rằng, không một ngày nào trôi qua mà cô không nhớ tới nụ cười của chồng mình. Người hâm mộ đã viết những bình luận đồng cảm với nữ ca sĩ và thể hiện sự khâm phục tình yêu bền chặt giữa hai người. Tháng 11 năm 2019, Celine đã phát hành Courage, album tiếng Anh thứ 12 của cô, là sản phẩm âm nhạc duy nhất không có sự tham gia của chồng cô. Thời gian qua, Dion thường xuyên chia sẻ với tạp chí khi nghĩ đến chồng quá cố hàng ngày, nhưng biết rằng bản thân cần phải vượt qua chuyện quá khứ. Các khúc chủ đề của album Courage cũng có những chữ tưởng nhớ đến ông Rene. Celine Dion sống với chồng của cô suốt 22 năm trước khi ông mất vào năm 2016 vì bệnh ung thư vòm họng. Và Rene cũng là quản lý của Celine từ năm cô chỉ mới có 12 tuổi. Hai người có được ba người con, Rene Charles, 18 tuổi, cùng với cặp song sinh đó là Eddie và Nelson, được 8 tuổi. Trong khi đó, thì gia đình của tài tử Tom Hanks được Hy Lạp mời nhập quốc tịch. Vợ chồng Tom Hanks cùng hai con trai được chính quyền Hy Lạp mời nhập tịch vì đã từng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ đại hỏa hoạn vào năm 2018. Ngày 14 tháng 1, Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp, ông Takis Theodorakis, cho biết quốc gia này muốn Tom Hanks cùng với vợ là Rita Wilson và hai người con trai Chester Truman nhập quốc tịch. Gia đình họ từng đến đảo Antiparos nghỉ hè vào năm ngoái và góp công lớn nhằm hỗ trợ các nạn nhân vụ đại hỏa hoạn tại Athens vào năm 2018 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Trên trang cá nhân, Tom Hanks cho biết vinh dự vì lời mời của chính phủ Hy Lạp. Tuy nhiên, nam diễn viên không tiết lộ là có nhận lời hay không. Ông đăng bài viết cảm ơn kèm tấm ảnh chụp bên một bức tượng cổ tại Hy Lạp. Nữ diễn viên Rita Wilson, vợ của Tom Hanks, có mẹ là người Hy Lạp và cha của bà là công dân Bulgaria. Từ nhỏ, Rita đã được cha mẹ theo đạo chính thống giáo Hy Lạp, là một nhánh của Thiên Chúa giáo. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi tối của đài CBN trên văn tần 18.14. Băng Châu xin kính chúc cho tất cả quý vị một buổi tối thật hạnh phúc và ấm áp. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.